Đội D1 là một trong những cứ điểm quan trọng trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Ngày nay, trải qua 7 thế kỷ, nơi đây đã trở thành địa điểm tham quan, được nhiều du khách đến tìm hiểu về lịch sử dân tộc, về chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ anh hùng. Cứ điểm Đồi D1 năm xưa đã được chọn là địa điểm đặt tượng đài chiến thắng, tọa lạc tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Tượng đài được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2004. 20 năm qua, nơi đây được coi là công viên chiến thắng, công viên hòa bình, là niềm vinh dự, tự hào của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên và có ý nghĩa to lớn về một chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Đồi D1 được chọn làm địa điểm đặt tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ bởi di tích này nằm ở vị trí trung tâm thành phố với địa thế đẹp. Từ di tích có thể quan sát toàn bộ lòng chảo Mường Thanh. Đây cũng là công trình văn hóa nghệ thuật mang đậm giá trị lịch sử, tính nhân văn và tâm linh sâu sắc, tôn vinh đúng tầm ý nghĩa to lớn về một chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, là niềm tự hào của cả dân tộc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ có chiều cao 12,6m, dựng trên bệ cao 3,6m, gồm 12 thớt, có những thớt nặng 40 tấn, được đúc bằng 217 tấn đồng nguyên chất. Tác giả mẫu tượng đài là nhà điêu khắc Nguyễn Hải, quê huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Thời trẻ, ông là chiến sĩ tiểu đoàn 307 rừng danh. Năm 1963, ông tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội và bắt đầu vào việc sáng tác tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ. Tác phẩm bắt đầu được làm từ năm 1963 đến cuối năm 1964 mới xong. Nằm cách chân đồi A1 vài trăm mét, Nghĩa trang Liệt sĩ A1 còn có tên gọi là Nghĩa trang Liệt sĩ Điện Biên, nơi đã diễn ra trận đánh quyết liệt cách đây 70 năm trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Thuộc con đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. Nghĩa trang được xây dựng năm 1958 sau hai lần quy hoạch, đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng. Vào các năm 1993-2013, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 đã trở thành công trình văn hóa lịch sử, hội tụ tính trang nghiêm, bền vững, thẩm mỹ, có kiến trúc và quy mô hợp lý, phù hợp với tầm vóc của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Cổng chính của Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 với hai bên là tường thành kiểu thành cổ, cụm tượng màu vàng đặt bên trái nghĩa trang là hình tượng hai người phụ nữ dân tộc Thái, Kinh và em bé đang nâng giải lụa. Lễ đài và gác chuông của nghĩa trang có kiến trúc của công trình Khuê Văn Các. Mặt trước của nghĩa trang ngăn cách với quảng trường là hào nước rộng 6m. Bảng vàng hai bên cổng chính đi vào là nơi ghi danh các liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ, được thống kê theo từng địa phương. Mặt trước tường thành được đắp nổi hai cụm phù điêu. Một cụm thể hiện 56 ngày đêm quân dân ta chiến đấu tại Điện Biên Phủ. Một cụm thể hiện 9 năm kháng chiến trường kỳ. Góc trái của nghĩa trang là ngôi nhà quân trang thiết kế theo kiểu kiến trúc nhà sàn của dân tộc Thái Tây Bắc. Nghĩa trang được che mát bởi các hàng cây long não, hoa đại, hoa ban. Giữa những lối đi được cắt tỉa cây cỏ gọn gàng, sạch sẽ, trang nghiêm. Đây là nơi an nghỉ của 645 anh hùng, liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong số các phần mộ nói trên, mới chỉ có 53 phần mộ đã được xác định thông tin. Các phần mộ còn lại đều chưa được xác định danh tính. Tại nghĩa trang A1, có một ngôi mộ lớn khắc tên 4 anh hùng liệt sĩ tiêu biểu. Phan Đình Giót, người lấy thân mình lấp lỗ châu mai. Tô Vĩnh Diện, người lấy thân mình chèn pháo. Bế Văn Đàn, người lấy thân mình làm giá súng. Và Trần Can, người cầm cờ trên cứ điểm Kim Lam. Ngày qua ngày, nghĩa trang liệt sĩ A1 đã có nhiều người đến thắp hương thành kính, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ cha anh, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh,
thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và các tầng lớp nhân dân đã hiến dâng thân mình cho sự trường tồn của đất nước. Ngày nay, cùng với tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, các di tích lịch sử khác như cầu Mường Thanh, đồi A1, Hồng Cúm, Kim Lam đã trở thành địa danh và là minh chứng cho sự tồn tại phát triển bền vững của mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng.